Rồi, chào tất cả anh em. Nay làm lô hàng pin nữa nha. Rồi có tùm lum tà la hộp dưa. Rồi có mấy cái bịch bảo bịch đây nha. Anh em mua về sửa chữa thay phụ tùng gì đó, có mấy cái đi sát tùm lum tà la. Hôm nay cũng ít hàng thôi nha. Đó chờ, chuẩn bị về hàng mới nữa. Đó, nghe chứ để chứ giờ như là không nhập hàng nữa, không nhập hàng nội địa nữa anh em ơi. Rồi. Đầu tiên nha. Này cây vô đây đi. Hai cây, cây này là nó bị nứt cái này nè, cây bách 14 won nha, 14 won 4. Đấy. À. 14 won 4 nha. Sống ok luôn. Sống chín thấm luôn á. Nó là 14 won. Đấy, để mình test cho anh em xem nè, mình bán cho anh em gì làm cho nó cày cho nó ấy thôi. Nó nứt chút xíu nó không sao hết. Nhưng mà nó 14 won. Là cũng đạt chuẩn nha, để chiêu được tóc được hết á, để chiêu được tóc thắng rồi là bà bản hết á, ha, đấy, rồi, còn đây em lấy cái cò, đó mình bán cái này, hai cái này, nha cái này thì chân nó ba chân không ấy được, nha, cái cò này anh em vừa thay vô cái cò này được nè, nha. Đó, mài cái thằng này chút xíu nữa vô lọt cái thằng 69000 nè. 69000 thì nó là thiếu cái gì? Thiếu được tóc nha. Hai cấp tốc độ đầy đủ hết, cái búa đầy đủ hết nha. Nhưng mà niềm cái là thiếu thắng. Đấy. Thông thường thì búa là đủ hết á nha. Đó, thiếu thắng. Đấy. Có thiếu thắng. Nhấc lên một chút. Được không? Đó. Thiếu thắng thì anh em vừa lấy cờ lắp qua, lấy muốn lấy cờ nào lấy. Rồi. Cây này là ok rồi nha. Rồi ba cái thân máy này, đó. Ba thân máy này mình để cho anh em với giá 5 xị thôi, đó. Cây này sống rồi, cây này thiếu điều tóc thôi. Cây 6900 thiếu điều tóc thôi, ba cây 500. Anh em vừa lấy gì ra lấy. Đầu búa đồ cứng hết nha, đầu không lắc lít gì đó. Cây này hình tam giác. Này cũng không biết nhiêu won nữa. Chắc cỡ 14 won thôi. Đầu cứng hết á nha. Rồi số 1. 3 cây 500. Lấy cái bằng kia 3 cây với đâu? 500. 3 cây. Người lấy đâu? Rồi. Đây không phải. Đây rồi. Ngồi ở đây. Rồi, 3 cây 500 anh em nha, số 1. Rồi, đây. Nè, để đó, để xa xa ra. Rồi. Số 2. Số 2 cây Black Tucker nha. Đấy. Cây này là 12 won. Sống nha, nhưng mà nó không có cái đầu chảy nhám là đầu con đồ á. Mình cứ bán về cho anh em luôn, nó cho nó rộng nhà. Ở quê hàng mới nha, sống ok phun chức năng hết á nha. Rồi để anh em với giá là 170.000, thân máy giả pin 50 rồi, sống chứ không phải chết đâu nha. Rồi số 2 luôn, rồi số 2 170.000, chuyển khoản vẫn bao ship luôn, mình xả mà ha. 12 won nó không có cái đầu khoan là đầu chạy nhám, nó có mấy đầu à, nhưng mình có vậy thôi nha. Rồi số 2 170, chuyển khoản vẫn bao ship, thân máy giả pin, anh em vừa mở ra ấy rồi gài lại thôi cho sống. Rồi rồi vậy đi. Số 3 là một cây bê tông nha, ngoại hình này giống như đập hộp vậy đó. Mình phải tách rời ra lấy rẻ cho đưa thùng vô này. Chua lắm, lấy mắt lắm nha. Đó. Mới 99.5%. Makita HR163D. Dòng tua là tùm lum tà la tới 5.300 vòng cho 1 phút. Từ 1.500 tới 5.300. Đó, Maxi Japan.
tem mạc còn mới tinh hết, nói chung là hàng ok hết, hàng có thang anh em nha. 18 của anh điều tóc thắng đảo chiều này, không thường này, không thường không búa đây nha, không búa này cứng rồi. Chỗ mạnh à. Con thường bóp này xuống mới đền rồi mới bể được anh em nha à. Hàng còn mới tinh mà nha, này còn rít là biết là cỡ nào rồi đó. Này là bộ viên thùng chua lắm rồi, mình cứ tắt rời ra à, thăng máy nha. Thân máy 1.400.000, máy nó mới 99.5% nha. Còn bữa anh bán cũng có loại này có 1.1 triệu thôi đó. 18 won nha, made in Japan đó. Thân máy 1.400.000, pin Makita 18 won có đèn nha, đèn đầu báo còn đầy hết, nhận sạc zin nha, nhận sạc zin. Cài nhận sạc pin à, thấy không con đó, nhận sạc pin đó, con nói không sao hết nha đó. Đây rồi, đèn báo pin nè, lên đây rồi nè ha. Đấy, thân máy 1.400.000 nha. Rồi à, pin sạc cục pin đây là như là anh em pin zin nha. Rồi 1.400.000 anh em lấy nguyên bộ để cho mình là 2.050.000 nguyên bộ, là pin này giá quá bèo luôn á, pin zin nó luôn nha. Rồi thân máy là một số 3 là cái gì rồi à, số 3 là số 3 thân máy 1.400.000 cộng pin sạc 6.5 nha anh em, là hai quyền lựa chọn, nhưng mà mình đoán chắc là anh em sẽ lấy pin sạc, bởi vì là cục pin này nó giá bình dân hơn, mà pin này là bao ngon nha. Pin sạc nữa là cái 6.5 à, thân máy là 1.400.000, nó mới 99.5% nha. Rồi à, cục pin Hitachi nha, à, mạch zin à, pin còn rất là ok đấy, lên adapter cho anh em luôn. Rồi em đó là anh em nào mua máy của mình à, bán kèm cho cục pin này 5 tỷ thôi, giá rất bèo nhiều, xài rất ngon nha, bao cầm bao tẹt ga nó như bao pin zin nó hết, pin zin mạch zin luôn, ghép adapter là anh em xài thôi nha, 5 tỷ bạc thôi đó. Gọi là cục pin Hitachi 18 của anh nha. Số 4 rồi 500 số 4 nha, đang ba để đang ba mượn rồi tiếp. Rồi số 5 là một cái thùng Makita không thang, ngóc lại xuống à, được đấy à, mã nó là 1336D, ngoại hình mới lắm, nhưng mà ông ngoại nào cũng tháo cái chụp cao su rồi, nên em muốn đẹp thì bỏ ra 70-80 ngàn để đặt lên trên Shopee và mua cái chụp chặn cho thôi, muốn đẹp thì bỏ cho thôi, đơn giản mà. Made in Japan nha. Rồi tiếp máy. Điều tóc thắng đảo chiều đầy đủ hết, lên đèn à, bấm 3 giây lên đèn nha à, à. Ừ. 3 giây lên đèn rồi chỉnh cấp độ 2 3
đó, 136, ngoại hình rất đẹp nha, nó đẹp cũng không đẹp gì mà bằng cái cây kia đấy, cao su còn liền lạc. Trên em đây một chút nè, có móc treo nha, có nhìn em cao su đây một chút, có móc treo đàng hoàng. Hai pin này lúc lấy về là nó còn áp, nhưng mà nó không sống, nó chết ra là 2-3 cell gì trong đó. Mình mở ra mình thay rồi nha, mình thay cùng loại pin của nó luôn nha. Đó, mình phải tháo cái vỏ pin ra ra, mình lựa, mình sàng lọc đúng đo đúng chuẩn rồi mình đưa vô, mình thay thế nó luôn nha. Nhận sạc pin, hai cục đều nhận sạc pin hết. Thì mình pin nó không xài được, mình làm nó xài được thôi, giá mình đưa ra bình dân cho anh em thôi, chứ đâu có gì đâu mà ghê gớm ha. Rồi nhận sạc một cục, cục này cũng vậy nha, hai cục nó về nó không đủ áp, chạy thì chạy nhưng mà nó không đủ áp, đầu bao lắc nha, điều tóc thắng đỡ chưa đầy đủ, đầu bao lắc. Rồi một cục cầm đó, nhận sạc pin hết nha. Rồi cục thứ hai đó, hai cục cầm, hai pin một sạc nha, hai pin một sạc. Rồi hai pin một sạc. Rồi một máy 1360 thang nha. Messenger ban. Đó. Thằng máy anh em bán 1.5 triệu rồi anh em nha. Thằng máy anh em bán 1.5 triệu rồi. Rồi. Thùng này mình để cho anh em với tổng thiệt hại ra đi, với giá là 1.950.000. Sạc điện 110V nha, sạc điện 110V. Rồi bớt để 2 triệu, bớt 50 để anh em đặt cái nắp chụp cao su vừa qua. Rồi pin là mình đã chết xem nào, mình đã vô lại cho anh em rồi nha, xài hai cục là đi chương trình là đẹp ra, còn áp còn nhiêu là hưởng bao nhiêu thôi, nhận sạc pin là áp còn nhiêu mình hưởng bao nhiêu thôi, nhưng mà còn xài rất ngon. Rồi thùng này là tổng thiệt hại ra đi là 1.950.000. Cây số 5 1950, tính ra là rẻ, cái thân máy anh em người ta bán 1.450.000 rồi nha. Mà hồi cũng chưa đẹp dày đâu, nó cũng sồn xương xương thôi đó, rồi bán 1.450.000 rồi. Ở đây cả hai cục pin một cái sạc nữa, sạc này là thường thường anh em mà ta bán 3 xị hết. Rồi số 5, hai cục pin coi như là ngon luôn nha, gặp rẻ là mua bán rẻ cho anh em thôi. Cái thùng này bỏ trong ghè nên ra bãi nó hút hết 150 hết 200.000 rồi, 200 nhân 150 không bán đâu, còn sắt là 150 thì được. Rồi vít không thang 14V của Hiti, đèn đóm, rồi chỉnh cấp 2, 1, 3, máy còn rất mới, máy không có mới, pin với sạc còn mới, pin lên nè. Rồi tiếp sạc cho anh em xem. Đầu ok anh em nha. Sạc này sạc Hiti. Sạc này sạc mạnh nè, sạc to hơn hồi bữa mình bán cái bộ kia. Như là trước này đây. Đó. Nay là sạc tới 9A lận nha. Sạc từ 7.2V tới 36V 9A nè. Rồi test sạc và pin luôn. Sạc điện 110, 100V.
Đẩy lên. Vô. Rồi, lên bật gió. Còn pin cái con này mà, còn 4 cục mà. Nha. Cho nên là nó như vậy. Đó. Sạc ăn luôn. Rồi. Bộ này mình sẽ để cho anh em với tổng thiệt hại ra đây là 1.550.000. 14 volt không thang máy pin sạc. Cục sạc này anh em người ta bán 6 xị, sạc sạc to chứ không phải sạc nhỏ nha. Sạc đi không? Rồi. Bộ này là bộ số 6. Em đã đi với giá là 1.550.000. Nha, máy ok hết. Rồi. Đó con. Một cái mày góc, một băng vít. Băng vít đây là combo hết luôn nha. AZ7544 14.4. Đầu bao đẹp, bao cứng, hai cấp tốc độ. Rồi. Đầu là ok, thắng ở chưa được tóc ngọt, ngọt máy. Mày góc 14 volt. Mất cái dòng thang trong này, anh em về cắt cái cọng dây điện giao cục sạc điện thoại rồi tròn đen anh em quấn lại dán keo lại là đẹp à. Pin này đã được thay lại là pin đóng khói nha. Để em lấy cái pin này cho anh em xem, pin mình thay là thay thành pin đẹp hơn cái nó pin nữa. Đây nè, mình thay là pin pin đẹp nha. Pin loại này nè, đấy. 26650 nha. Đấy. Pin nó chết, mặt nó sống, mình thay xeo vô nhận sạc pin nha. Một khối nó là coi như là 7 xeo mà không biết sống chết. Nha. Chứ không phải gì dở ăn đâu anh em nha. Không biết sống chết ra sao hết. Rồi. Mạch rin pin đã thay nha, coi như toàn bộ rin hết, nhận sạc rin sạc 110, sạc 100 volt. Rồi ăn sạc nha, một chút nữa nó nháy đèn này, sạc rin mà mạch rin mà nha, mạch rin chỉ thay siêu thôi, thay đúng cái dòng xe của nó là ok thôi nha. Rồi mình sẽ thân máy này anh em bán bèo lắm, 5 xị thân máy thôi nè. Cái mày góc này ít nhất là 9 xị tới 1 triệu nha. Đấy là 1 triệu tư rồi. Đấy cục pin này anh em đóng mới, sạc adapter á, sao bằng sạc bằng này được, adapter sạc lâu lắm nha, sao bằng sạc pin này được. Rồi bộ này mình sẽ để cho anh em với giá là hai cái thân này, cho anh em hai quyền lựa chọn hai thân này. Hai tháng này 1.4 triệu nha. Rồi lấy trọn bộ này hết. Rồi 1.950.000 luôn. Rồi số 7 1.950 nha. Là bộ Panasonic, một cái máy góc, một cái bắn vít 7544, pin sạc đi kèm. Rồi 1.950.000. Quá bèo nhèo như cái bánh xèo. Rồi cái này là mã số 7 anh em nha. Đó, mình gặp là rẻ mình mua rẻ, mình bán rẻ, mình mua đắt bán đắt. Như bộ này anh em đi xài ok, một mày gốc. Đó. Cục pin này anh em xài được hai máy vô tư rồi, máy nào anh em xài cũng được hết. Rồi, số 7. 1.950 nha. Cái 50 đó anh đừng bớt của mình nha. 50 đó là tiền con cái hai đứa con đang quay clip á. À, con. Rồi. Mình nói hàng đẹp không anh em nha. Rồi.
Cái cây này là cây 13114 của anh, nhưng mà bị lỗi tùm lum hết nè nha. Đó, kêu vậy đó, nó kêu tùm lum kêu đó, nhưng mà chức năng thì vẫn còn hoạt động được hết nha. Đó, đó. Kêu đắp thắng đã kêu đầy đủ hết đó, kêu quá kêu đi nha. Đó, anh em giờ lấy phụ tùng đó, cò tiêu tóc vẫn còn nè, mạch nó vẫn còn sống hết, chỉ mình nghĩ là trong cái motor nó thôi, này cũng không than nha. Đấy, giờ nó tình huống như vậy rồi. Thân máy để anh em với giá 700 nửa giá thôi, cây này là bữa anh bán 1.450.000, giờ để nửa giá thôi, 700.000 thân máy. Cái này anh em biết thì lấy, không biết là tiền mất tật mang. Thì một thì để dành phụ tùng hay là thay thế gì đó, hai nữa thì anh em tự nghiên cứu nha. Sống là phun hết, nó kêu kiểu đó đó, kêu to cỡ đó đó, những cái cách chuyển chức năng đều ok hết nha, nó kêu cỡ đó đó nè. Điều tóc nè, thắng đảo chiêu nè, đèn đốm rồi lên hết đầy đủ hết á, nó không có thiếu gì hết á đó. Rồi chức năng từng cấp kêu quá kêu, không test nữa, chứ đầy đủ chức năng hết á. Rồi thân máy là 700. Số 8 700 này coi. Rồi cây số 9 là một em Hitachi 14 won không than. Mã của nó gì? VKH giáp té rồi nha. Giáp té là không thấy đường rồi đó. Pin không? Giả pin, giả pin này còn ngon là còn máy được, là anh em bây giờ chết thế nào xây, mặt này còn còn à. Thì thay xeo là ok thôi. Mình thay cát hơn nữa nha. Đó, mình thay là cát hơn nữa. Nên sẵn rồi mình để cho anh em luôn. Đâu là cái cục pin Hitachi này rồi. Mượn test coi. Cái này là không than nhưng không chỉnh lực, nó giống như thằng Bana 7270 nhé. À, đầu cứng đẹp, đèn đến đầy đủ ha. À, báo pin vẫn còn, ngoại hình sáng sủa đẹp này, cao su luôn còn ngọt ngào, mắc cái tem ở đây một chút nha. Không than 14 quá. Cục pin này anh em vừa thay xe là xài thôi này. Đó, lên nó chạy đó ha, nó bù lại cho nó mẻ cái này một xíu. Anh em vừa đừng lái cưa cho nó bằng thẳng lại, nó gọt lại là nó đẹp thôi, nó không có thấy được. Hoặc là mài đó, mài tròn theo nó mẻ một xíu nè, chưa có lòi ra đầu vít nha. Đấy, cục pin này ngon nè. Rồi, này là coi như là chết xeo thôi, chết con máy xeo. 8 xeo này thì chết phải gần hết rồi nha, chỉ còn có 2 xeo sống này thôi. Anh em việc cái việc kiếm 8 xeo nhét vô luôn, thay nguyên bộ luôn rồi xong. Đấy, thân máy giả pin để anh em với giá 8.500. Cây số 9 850.000, ngoại hình cũng được, đẹp chứ không phải được nữa ha. À, rồi số 9 850.000, thân máy vỏ pin. Anh em không lấy vỏ pin bớt ra 150.000, mình cho hai quyền lựa chọn hết nha, bớt ra 150.000 cho. Còn pin này thì mình bán 150.000 thì ok rồi, lên còn áp mà. Rồi, cây này cây này là cây số 10, ngoại hình giống như mới, đầu cổ cứng hết như mới tinh vậy đó, nha, không khác gì mới, 99,5% luôn, nó mới từ cái tem luôn, nó mới từ cái nguồn gốc cao su luôn, đó, đầu là cứng luôn, nha.
này là AJT611, machine Japan nha, machine Japan DC12V. Chết nguồn 14 mà nó kêu vậy đó, êm lắm, chúng chúng có trò chơi vậy đó. Hắn đã chưa tóc ngọt, đèn vàng nữa, đầu cứng luôn nha. Rồi thân máy, anh em có pin rồi lấy thân máy cho nó nhẹ tiền, thân máy để anh em với giá 6,5 thôi, đẹp nhưng mà rẻ nha, 6,5 bạc mới tin luôn ha. Đấy, đầu cổ thì không có một chút nhít nữa, đừng nói em, bởi vì nó còn mới. Rồi số 10, thân máy 6,5, chuyển khoản thì bao ship, ship có đem tự trả tiền ship nha, mình cũng mắc lần trước đường sau, mua gì cọc mình đi gửi hàng đấy. Mà những cái máy mình gửi quảng cáo trên màn hình, mua quảng cáo cái nào gửi cây đó, anh em mua cái nào mình gửi cái đó, chứ không bao giờ mà có cái hàng khác mà để gửi đổi đâu nha. Anh em xem cho kỹ số 11, số 10 chứ không, số 16,5 thân máy này có. Số 12, số 12 là một cây multi, ngoại hình đẹp luôn, này hàng chiến không à nha, máy này của Japan hết nè, machine Japan nè, nước sơn zin không có thỏi nha, mượn cái tập tập đó, rồi cái tập để test cấp được, để test này trước thì lấy tập sau được đó. Thắng đảo chiều 2 cấp, đầu bao đẹp, bao cứng, bao lắc, được kiếm cái tập tập kia ra để test cấp trượt giống gì hết, chứ cũng cần là tập để test cấp trượt của nó. Đây để cấp cho nhẹ vậy cho nó mạnh đó, chúng tiếp cái nguồn 4 nữa. Thắng đảo chưa được tóc thì phun chức năng rồi ha. Nè, đó, trượt ok, tăng tính cấp trượt, còn cả búa, ha, rồi, ngoại hình quá đẹp, cho cuộc tình luôn, rồi, lại còn giỏ pin này để bán kèm cho anh em luôn đi, nè, thân máy giỏ pin, không lấy giỏ pin trừ là 40, bán ra 50 mà thu vô 40, rồi. Em nó đi với giá là 650.000 thân máy giả pin, ngoại hình nó đẹp long lanh nha. Còn nó 666 mình cứ để 400, 450, 500 tùy. Rồi. 650 thân máy giả pin. Mới truyền thống luôn. AJ6505. Nước sinh viên vẫn còn nha. Nó chưa thổi lại nên nha. Rồi số 11, hàng đẹp thì bãi nó lên, nó bán giá đẹp cho mình à, chứ không ai mà ấy hết anh em à nha, chứ phải lên giá lên giết vậy đó. Rồi số 11, phải không? Vậy đi, số 11 đi, cái giật 6505 đi nha. Rồi, thân máy giỏ pin 6,5. Đúng rồi đó. 6,1. Được không?
Rồi số 12. 12 là một cái Hitachi, màu hình thì xấu nha. Đó, anh em gì vậy sinh ra cao su cũng còn liên lạc lắm, móc ra chút xíu thôi nha. Đầu cứng rồi. Để anh em về đi cày thì đẹp. Này có thang nha. Đó, lên đèn. Đảo chiều. Tắt đèn. Hai cấp. Tập một chút. Có tập em đây là. Nói chung là nghe cái tay mình là biết mạnh. Bây giờ không diễn được. Rồi. Thân máy. Nha, thân máy để anh em với giá 500 thôi. Ta đi luôn đi. Cái số 12 500. Đây mua về cày thì ok nha. Đó. Đầu đồ bao đẹp, bao cứng ngắc à, lắc lít thì đó. Nói chung đi làm mà kiếm tiền thì ok. Đó. Motor tiếp mua ngon lành. Đời số 12. Thân máy 500. Này con. Cái số 13 là một cây AGT 104, màu hình cũng còn mướt được. Tán đảo chiều đều tóc. Cấp được. Hai cấp tốc độ. Đầu đẹp nha, đầu cứng hơn răng bà già nữa. Rồi. Còn ở đây máy pin sạc. Nha, pin đóng mới. Pin Samsung. Rồi. Máy pin sạc 6,5. AGT 104. Hàng còn đẹp, còn mới. Lần này thì gia ban với chữ nhật thôi nha. Đấy. Pin đóng mới cho anh em luôn. Rồi máy pin sạc 6,5. Rồi. Cái này là cái số 12 à. 12 là cây kia 500 rồi. Đây số 13. 13 là máy pin sạc 650.000. 104. Này cũng hiếm có nha. Rồi. Ryobi. Từ tóc thắng đã chiều. Đầu cổ đẹp. Cứng ngắt luôn chứ đẹp gì nữa. Đét cua. Bao mạnh, nước sân riêng vẫn còn, màu hình được. Ryobi 12W. Nha. Đó, đèn đốm đầy đủ, hai cấp tốc độ. Rồi hàng ổn định. Máy pin sạc 6,5 luôn nha. Anh em mua hàng của mình, pin của mình làm anh em cũng ghiền lắm. Mặc dù mình không có biết là pin gì nhưng mà mình đã kiểm định rồi mình đưa ra bán cho anh em. Rồi, cái số 14, máy pin sạc 6,5 luôn. Rồi, còn cục pin Makita nha. À, đóng cũng hình như là Sony tháo khói nè. Đấy. À, lấy sạc nữa, pin dưới sạc 500, 14W nha. Lấy sạc nữa thì 500, mà không lấy sạc lấy pin này không là 4,5 nha. Đó. Là 4,5. Cục này. Tắm lại rồi lên after rồi nha. After lên đây. Rồi 4,5. Lấy sạc after luôn 50 nữa là 500. Giờ mình ghi là 50 ghi 500 đi, số 15 500.
không có sạc trừ ra. Rồi lại bỏ bịch nữa à. Cũng có gì một cưa lọng nè, là một cưa kiếm. Cưa lọng này không có motor nha, cưa lọng cưa kiếm này xài chung một vỏ pin, không có motor. Mình mới bỏ cây này vô để em lấy motor bỏ qua này. Rồi này, cái này 14 con anh em nha, cưa lọng 14.4. Rồi đúng rồi. Rồi cưa kiếm đầy đủ phụ tùng hết. Sóng lúc đầu nó kẹt cơ tháo ra, này cũng lâu rồi. Đó, sóng toàn bộ hết, cà sóng luôn nha, cà sóng luôn, đầy đủ ốc phía trong này. Cái nguyên zin của thằng này á, nó không có cái đầu giữ lưỡi của cưa kiếm. Mình bỏ vô cái đầu này, đầu rời ngoài nha anh em, vừa bỏ vô là xong. Anh em ráp lại là xài thôi. Đó, nhưng mình ráp không được, nó lằn nhằn ở chỗ bộ nhông á nha. Rồi cưa lọng luôn. Rồi bỏ cái cây 7.2 này vô luôn. Rồi trọn bộ này 3 cây, tổng cộng 3 cây. Cây không có motor, vỏ pin này luôn, 3 cây 300 luôn. Anh em gì tự nghiên cứu, tự độ chế, tự cho nó biết đó, gọi là học nghề. Rồi 300 cái bịch này, ủa nặng làm chuyện còn nữa, ủa chú nàng giấy với chai rồi nha. À, rồi cái bịch, cái bịch số 16 300, bịch vàng số 16 16 đi rồi. Rồi 17, ôi vậy bán chung con cha nó đi nha. 16 cây này là cây AZT116 nha, là thân máy không thôi, đầu không kẹt, cò không chết, điều tóc đầy đủ nha. Này, điều tóc đầy đủ, ốc vít cũng còn hết nhưng mà nó gãy chân pin. Anh em về tự hàng vô đấu lại là xong luôn nha. Đẩy 300 rồi anh em mua chung rồi bán luôn, 3.5 nữa, 1.5 nữa là 4.5. Hai bịch này tổng cộng là số 16, hai bịch này luôn 4.5. 4 cây máy thì 3 cây này, cây 4 cây máy có 4.5 à. Cây này 116 có 12 V nha. Thân máy 1.5 à. Này 300 là tổng cộng hai cái này là 4.5 luôn đi. Cái số 16 là một mã số thôi, còn 1.5 nữa. Đó 4.5, hai bịch luôn nha. Rồi anh em mua gì alo moto à, mình giá cả thì cũng bình dân nha. Hàng hóa vẫn ok. Rồi cái ba video ok.